Tiếp tục lại là chương trình thanh lý. Thì hôm nay em có lên một phát 4 con đẩy. Có mã là Atic, mã này là thương hiệu của Mỹ và lắp ra tại Trung Quốc. Có 4 con, thì có một con là mã PA 1.2 các bác nhé, PA 12. Con này nó là 20 sò. Còn ở đây của em toàn là như con này là 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7. Con này 28 sò này, 28 này, con này 28 này, và con này 40 sò. Đấy, có mấy mã to và một mã bé. Thì giá rẻ nhất cho mã bé này là 2.8 triệu một con các bác nhá. 2.8 triệu. Giá trên là không bao gồm phí vận chuyển. Thực chất là cái giá quá rẻ với con đẩy 20 sò này. Con này thì mặt nó hơi xấu xấu một tí thôi, mà giá thì nó quá rẻ rồi. 2, 4, 5, 20 sò, cả bú áp là 24 sò các bác nhá. Nguồn khoảng 17 18 phân. Con này thì các bác có thể kéo tốt được 2 cặp full 30. Ba các bác kéo tốt được 2 cặp full 30 luôn. Vì ở đây em đang test là test con 40 này. Đấy. Em tiến bật lại nha. 2.8 triệu con này các bác nhá. Chưa các bác nhá, 2.8 triệu, 20 sò em sẽ quay lại cho các bác. Tất cả dòng này nó chạy rất tụ, rất là to, tụ nhu cổ chân luôn. Nó nằm đây là hai con này. Đấy. Nguồn đây. Máy này 2.8 triệu thì gọi là giá sập sàm cho các bác rồi, đúng không? Giá quá rẻ luôn, 2.8 triệu con này. Con Atic mã 1.2. Đấy, tiếp theo đó chính là con mã 1.5. Mã 1.5 thì em có 2 con. Mã 1.5 thì khủng quá. Mã 1.5 thì nó phải tầm 800W một cây. Đấy, 28 sò các bác nhá. Hai con tụ rất là to bên dưới này. Đấy. Nguồn con này được khoảng 18 19 phân. Mã 1.5. 1.5 thì bán cho các bác với giá là 3.300.000. Chưa có phí vận chuyển. 3.3 triệu một con 28 sò, chưa phí vận chuyển, hai con đều rất là đẹp, được chưa? 1.5 thì đẹp. 3.3 triệu không có phí vận chuyển. Máy thì siêu đẹp và siêu chất luôn, các bác cùng nhìn máy ở đây. Thương hiệu của Mỹ và lắp ráp tại Trung Quốc. Đây các bác cùng nhìn đằng sau, mặt sau. Con này công suất 800W một cây. Đấy, mã 1.5, 3.3 triệu, chưa có phí vận chuyển nhá, 3.3 triệu. Cái giá này giá sập sàn rồi nên các bác đừng mặc cả em làm gì cả. Mùa Covid em mới bán cho các bác cái giá như vậy thôi, chứ cũng không thể nào bán được các bác rẻ hơn được đâu. Đấy, nên các bác cân nhắc, các bác nhìn cái số sò, các bác đến công suất nguồn, các bác biết. Đây, con này thế. Còn riêng một con này còn công suất lớn. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này. Tổng cả bộ áp là 40 sò. Con này là mã 2.2. Mặt đẹp nhá. Có 3 con đắt tiền này là mặt đẹp, còn có mỗi một con kia mặt xấu bán rẻ thôi. Con này 40 sò, 40 sò thì bán cho các bác với giá là 3.8 triệu. Được chưa? 3.8 triệu không có ship. Các bác chịu ship. 40 sò. 3.8 triệu nhá. Các bác chịu ship cho em. Giá quá hợp lý cho các bác rồi. Đấy. Được chưa? Bác nào cần sản phẩm nào thì alo cho em. Đây này, 3.8 triệu. Con này nguồn to lắm, con này nguồn phải 22 phân. Nguồn to vật vã luôn. 40 sò, 3.8 triệu. Con này là 28 sò, 3.3 triệu. Đấy. Và con này là 2.8 triệu, 20 sò,